Ok, tiếp tục với video tiếp theo, đó là tôi sẽ làm cho các bạn cái trang quản trị. Ở đây tôi sẽ demo cho các bạn quản lý một cái vùng. Ở đây thì khi ta gõ chữ admin này, thế thì ta sẽ thiết lập và tôi đóng hết tất cả cái này nha. Và tôi sẽ mở cái row ra. Rồi nhớ tên này ta bị ở trên cái này nha, cái này bị để cuối cùng. Đây tôi sẽ dùng round group, group nhá, group. Ok ha, đây các bạn ấn group và cái chữ admin này là chữ mà tôi đang gọi cho các bạn đây. Và khi mà chạy đi vào admin thì ở đây tôi sẽ chạy đến một controller, thế thì ở đây tôi sẽ chạy đến một controller ha. Do vậy admin control là chạy này, nó sẽ chạy đến controller và ở đây tôi sẽ chạy controller backend và tôi sẽ chạy đến controller dashboard rồi đây dashboard và tôi sẽ chạy đến index đấy. Và nếu như tôi muốn quản lý sản phẩm thì ở đây tôi sẽ product, ok ha, product đấy. Nếu như tôi chạy thế này thì nó sẽ chạy đến product là chạy vào trong này admin, nó chạy product. Thế thì ở đây ta lại tiếp tục route tiếp, ok ha. Route group thì ở đây là admin rồi, thế giờ ở đây ta sẽ đưa vào là product, ok ha. Và mặc định product thì nó sẽ chạy đến controller product, ok ha. Đây. Và sau đây ta cũng tập một cái thói quen, đó là ta sẽ định ra cái name ha, cái name. Và đây là tôi định ra là dashboard. Ok ha, ta sẽ định dựa vào cái controller ha. Đấy, đặt bỏ đây, để chữ thường này, đặt bỏ. Nếu thì định danh thì nó bị khác, và đây ta sẽ định ra product, ok ha, product. Ok, và tôi sẽ, đây thì tôi sẽ định ra cái chức năng name của nó là thế này, product này, rồi controller này, và đây tôi sẽ đặt index. Index là tương ứng với cái product này. Và nếu như thế thì ta sẽ chạy đến controller product này, sẽ là chạy. Đấy, nó chạy đến controller đây. Đó. Và ở đây tôi sẽ thực hiện tiếp tục. Đây, copy cái này xuống ha. Tôi cho nhận tụt vô cho nó đúng cấp này. Nhìn cho nó dễ nhìn. Tôi copy cái này xuống. Và tôi sẽ copy cái này xuống. Thứ hai, đường link giờ thứ hai là product. Search. Không grab thế thì đây là search. Ok. Và tất nhiên ở đây là product search rồi. Ok ha. Đó. Và tiếp tục ta sẽ thực hiện thêm cái này. Ok. Rồi. Ở đây tôi sẽ thực hiện insert nha. Insert là thêm. Thêm thế thì ở đây tôi sẽ chạy đến nha. Ở đây ta sẽ dùng get insert. Đấy. Và product ta sẽ copy cái này, get insert. Đấy. Và tôi sẽ copy thêm cái này một lần nữa. Xuống. Và ở chỗ này tôi sẽ đổi tên này là bot. Đấy, bot insert tên thì ta đổi chữ này là bot insert. Rồi copy cái chữ này và các bạn trang sau các bạn đổi cái này bot insert. Và tương tự như thế ta phải copy hai cái này xuống, update ta cũng có update. Ở đây ta cũng có update luôn. Ok. Và ở đây ta cũng có chữ update. Get update và insert và đổi lại chữ update này. Ok. Và ở đây ta sẽ copy cái này. Get update. Đó. Và đây ta sẽ có bot update. Ok ha. Và update là update mẫu tin nào. Do vậy ở đây ta phải gì? Set thêm cái mẫu tin. Là ID. Update là update mẫu tin gì? Ok ha. Rồi ở đây. Rồi xuống xuống dưới này thì ta không có bot và get nữa, tôi chỉ copy cái này thôi. Rồi tiếp tục ta sẽ làm là trạng thái. Ok, trạng thái thì ở đây là status. Ok, đổi lại chữ đây status. Ok ha, rồi copy cái này xuống. Delete. Rồi chữ này là
search. Đó, phần từ này là re. Reset khôi phục đi. Ok ha. Ok này là delete. Delete ok ha. Tiếp đi. Đó. Tương tự như thế ở đây các bạn. Đây tương tự cái này ta có gì? Đó, ok. Ok. Thế thì ta chạy như thế thì ở đây nó đều tác động đến một cái controller có tên là đây, và ta sẽ tạo controller cho nó. Ok ha, ta tạo controller. Rồi, controller thì đây ta sẽ tạo controller có tên, nhớ là đây là backend nha. Rồi lại đây là gì? Ok ha. Và ta chạy mở cái backend ra. Đây, backend đây, ta có controller đây. Và ta sẽ làm xây dựng ra một số phương thức function index. Ok. Rồi. Thứ hai là chart. Chart. Ok. Rồi, và đây tôi sẽ copy tất cả xuống. Ok. Get insert bot insert update, đây có được là get update là bot update. Okay. Rồi tôi sẽ copy thêm xuống đâu rồi nhỉ, bot get rồi đây, 1 2 3 4 nữa, có 4 cái nữa. Ok. Và ở đây tôi sẽ khai báo 4 cái nè. 1, 2, 3, 4. Ok, có rồi. Dạ, đây là gì? Tell, search, research. Ok, status. Và đây cuối cùng là gì? Delete, delete. Ok ha. Ok, thì cái này ta để nó thứ tự đi, cái này là update thì cho ha. Và insert thì không có gì. Ok, rồi, ta tạm thời như thế đi. Đấy ha. Rồi, ta chạy vào đây. Chạy vào đây thì ta sẽ gọi view nó. Và đây tất nhiên ta sẽ user app model. Và đây product, ta nhúng product vào mà. Product vào. Ok ha. Thế thì ta thống nhất luôn cái cách làm việc, đó là đây ta sẽ tạo ra cái list, danh sách thì ta đặt là list đó phải ha. Product rồi, where status. Ok, đây ta đô thì dạng mạng mà gồm có 3 phần tử. Ok ha, tử phần tử thứ nhất ở đây là ta sẽ đưa trạng thái mà khác kì. Khác không, okay, ha. Khác không. Rồi, ta sẽ order by và create add. Và đây ta sẽ gì? DESC. Và đây ta sẽ lấy get, ok ha. Get. Và tất nhiên ta sẽ gọi view. Gọi view, ok ha. Gọi view thì ở đây ta sẽ return view. View đây thì ta sẽ đưa vào back end này. Chấm này, bay này. Chấm này, bay này là 7 chữ n này. Và đây ta sẽ quản lý product thì ta sẽ product, và đây là tập tin index. Ok ha. Và tôi sẽ truyền cái compact. À, compact, và ở đây ta sẽ truyền vào cái list. Ok ha. Và ta chạy lại. Và khi chạy thì bên view thì nó chưa có, thì hiện nhiên nó bị lỗi đây này. View. Rồi, đây ta sẽ tạo ra một cái thư mục là gì? Backend. Ok ha. Và trong backend ta có một thư mục có tên là bay này. Add này. Và trong bay ta có một thư mục product này. Product này. Ok ha. Và trong product ta có tập tin index này. Ok ha. Rồi, đây. Chấm palette. Chấm palette. Ok ha.
Và tất nhiên ta cũng có một cái layout có tên là gì? Layout ha. À, đây ta sẽ tạo một layout, layout admin.palette. Đây ha, ok ha. Và ta tạm thời ta lấy cái phần layout của trang người dùng cái chọn A. Và ta copy cái này, ta đưa sang đây. Ok ha. Rồi. Ở đây ta sửa lại một chút xíu về cái thằng này. Ok, save as để lại như thế, ta có vùng hit, vùng footer, title, ok ha. Rồi, cái phần nội dung này tôi chỉ trừ lại 3 dòng thôi. 3 dòng thôi. Ok, 3 dòng thì trên thực tế là 2 dòng. Hai dòng và một dòng để dùng trước này. À. Ba dòng. Cái dòng tên cùng á, và đây thường thường á, khi container thì ở đây container thì ta cũng container này là ta cũng gọi là UL ở đây ha. UL ở đây, đây ha. Đây. Cái này là nó nằm gì? Nằm tràn ra. Ok ha. Rồi, và ở đây ta sẽ chạy cái này và ta sẽ kế thừa. Thứ nhất là BEX extend. Ở đây là gì? Layout admin đấy ha. Mà cái layout admin thì nó nằm trong một layout và AD layout đấy ha. Ta chỉ thử ra trên. Wow. Status là tham số. Rồi, cái này nó chạy vào bay back end bay product index lead quality product where started. Okay. Tham số. Nó đây là gì ta? Column not found, column not found, status đúng không?